Chào các bạn, hôm nay thì yêu nghệ giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó chính là chiếc chân đèn cỡ lớn. Ở đây thì các bạn thấy mình có một chiếc chân đèn khá là lớn với cái kích thước các bạn có thể thấy là nó có thể rộng ra rất là nhiều. Mình có thể mở cái chốt này, bạn để cái chốt ở bên cạnh này nhé, các bạn có thể mở ra này. Với những chiếc chân đèn cỡ lớn này thì các bạn có thể để những chiếc đèn lớn, nặng và yên tâm về cái độ chắc chắn của những chiếc chân đèn này. Với chất liệu là hợp kim. Đấy, chiếc chân inox này thì các bạn rất là chắc chắn rồi. Cái phần chân cũng thế, nó khá là to, từng chân một. Ở chiếc chân này thì nó có cho chúng ta sự chắc chắn. Và mình sẽ so sánh một chút với những cái chiếc chân đèn mà cỡ nhỏ trong studio. Ở trong những cái studio thì các bạn thường xuyên sử dụng những chiếc chân đèn nhỏ gọn như này. Ưu điểm của nó là nhỏ gọn và nó chịu được tải với những chiếc cái đèn nhỏ như là LED hoặc là Kino. Đây là ưu điểm của nó, tuy nhiên thì nhược điểm của nó là nó không thể chịu tải nặng như những chiếc chân đèn lớn này. Và cái kết cấu cũng như là cái phần chất liệu của nó sẽ không phù hợp để các bạn mang ra ngoài, hay là phù hợp để các bạn có thể để lên xe vận chuyển. Nó rất là dễ vỡ nếu mà các bạn đặt chồng những chiếc chân lên nhau, những cái chiếc chốt bằng nhựa này rất là dễ vỡ. Còn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là những cái chốt này thì khá là chắc chắn. Từng cái chốt nó cũng rất là to. Những chiếc chân này có đặt đè chồng lên nhau thì nó cũng không bị biến dạng, cũng như là cũng không thể nào mà bị vỡ được trong quá trình di chuyển. Thì nếu mà các bạn muốn chọn mua những chiếc chân đèn để dành cho các bạn đi quay phim ngoài trời hay là đi sử dụng đi xa, các bạn nên đặt mua những chiếc chân đèn cỡ lớn với cái kích thước lớn và cái chất liệu chắc chắn, thì các bạn nên mua chiếc chân đèn cỡ lớn này. Với chiếc chân đèn cỡ lớn này thì nó cũng có những cái phần thành phần cấu tạo gần như tương tự với chiếc chân đèn nhỏ quá thường xuyên sử dụng. Ở đây các bạn thấy có những cái phần chốt. Ở cái phần chốt này ra thì các bạn có thể cho to hoặc nhỏ cái chân lại. Thì các bạn càng cho rộng chân ra thì nó sẽ cho các bạn cái vững chãi hơn. Với một cái số cái chân nhỏ chúng ta sẽ không có cái phần chốt nhỏ dưới này. Cái phần này thì cho các bạn có thể cho thêm một cái phần chân này nữa. Mình mở cái chốt này ra thì các bạn có thể để cái thanh trên này. Đấy, mở thêm cái này nữa này. Đấy, cái chân các bạn có thể đặt lên này, cho lên này, cho xuống này. Thì với kết cấu là ở đây là ba chân, các bạn nếu các tháo này ra thì sẽ được là một cái chân cố định ở giữa nữa. Tuy nhiên thì cái cách này thì không nhiều người làm, thì cái chân này nó khá là khỏe rồi. Khi mà chúng ta hạ cái chân này thì đồng nghĩa việc khi mà các bạn cần cái mà không gian hẹp, các bạn sẽ mở hai chốt này ra. Các bạn cần không gian hẹp thì các bạn có thể sử dụng cái chốt này để các bạn có thể thu hẹp lại được cái phần chân này hơn. Các bạn cần không gian hẹp thì chúng ta sẽ sử dụng hai chốt này. Còn ngoài ra thì nó chỉ tăng độ cao cũng như là tăng làm nhỏ kích thước lại thôi với cái chốt này của các bạn. Nếu mà không sử dụng thì chúng ta nên cho nó lên. Chiếc chân này thì có chiều cao rất là cao. Mình sẽ thử cái phần các bạn xem một cái chốt này. Chiều cao của chân khá là cao, chắc là các bạn không thể nhìn được cái phần trên nữa rồi. Và cái chân của mình chỉ có 3 mét thôi. Mình sẽ hạ nó xuống. Phần trên đầu này các bạn thấy một kết cấu để các bạn để những cái đèn vào. Mình sẽ để thử chiếc đèn của mình vào một cái chiếc đèn mà nhỏ nhất đi. Đó, ở đây mình có một cái đèn nhỏ nhất, nó sẽ là Daylight 575. Trọng lượng nó khá là lớn. Với những cái chiếc đèn mà có cái trọng lượng khá là lớn thì các bạn cần tìm cho nó một cái chân khá là vững chãi. Và chiếc đèn này thì có giá trị cũng rất là cao, nên các bạn nên chọn những cái chân
mà có độ an toàn và chắc chắn. Thì đây mình sẽ giới thiệu với các bạn cái chân đèn cỡ lớn này. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đặt hàng sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập trang web yêucongnghe.vn hoặc gọi số hotline của tôi. Cảm ơn các bạn.